Trước đây đột quỵ não thường xảy ra ở người cao tuổi, ngày nay đột quỵ ở người trẻ có chiều hướng gia tăng đáng báo động. Và mới đây thì các bác sĩ đã tiếp nhận một trường hợp nữ sinh mới 17 tuổi đã bị đột quỵ khiến cho nhiều người bất ngờ. Bệnh nhân Nguyễn Thanh Hoa 17 tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu vào dạng sáng trong tình trạng nói khó và liệt hoàn toàn nửa người bên phải, méo miệng. Bệnh nhân được điều trị tại khoa thần kinh với chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não giờ thứ ba. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy cùng các bác sĩ khoa thần kinh nhận định, người bệnh bị nhồi máu não ở độ tuổi rất trẻ, hiếm gặp. Nếu không được can thiệp thì gần như chắc chắn em sẽ phải chịu những di chứng nặng nề về vận động, ngôn ngữ, cả cuộc đời có thể phải gắn liền với xe lăn. Sau khi hội trần, ngay trong đêm các bác sĩ thống nhất dùng thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân để không làm chậm trễ cơ hội tái thông mạch máu não. May mắn sau 15 phút dùng thuốc, cơ lực của em được cải thiện tốt, có thể cử động được nửa người bên phải. Vài ngày tiếp theo, bệnh nhân có thể đứng, tập đi lại và không gặp biến chứng nào.